Xin chào anh em, mình là Tháp Mobile Games. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì hôm qua mình có làm đến tầm khoảng 4 giờ sáng. Thì lúc đấy bật có vào xem comment một chút. Thì có hai bạn, đó là bạn Tuấn Hưng, mình xin phép được nói tên luôn ở đây. Thì mình không biết đây có phải tên thật của các bạn không, nhưng mình cũng sẽ nói luôn là bạn Tuấn Hưng và một bạn nữa là bạn Huy Trần. Không biết hai bạn này có phải là bạn bè của nhau hay không. Nhưng mà mình thấy là hai bạn này có comment là ăn cắp content bên Nhật thì cũng nên ghi nguồn là bạn Huy Trần và bạn Hưng Trần thì cũng có Tuấn Hưng thì cũng có nói là nhái content kênh bên Nhật. Thì mình cũng xin chia sẻ thẳng luôn là có một số video mình có tham khảo một số ý tưởng ở bên Nhật. Mình cũng đã từng nói cái vấn đề này từ cái thời gian khoảng đầu năm 2021 khi mà mình quay trở lại cùng với cái YouTube. Và cái vấn đề về bên Nhật ấy, họ có những cái YouTuber mà họ đã làm từ rất lâu rồi. Thành ra là mình muốn là tham khảo ý tưởng và về chia sẻ cho anh em, chứ mình cũng không hề là copy hoàn toàn 100% tất cả những cái video của họ, hoặc là mình mang hẳn về những cái video của họ để mình re-up lại. Những cái vấn đề đấy nó mới là cái nhái content, chứ không phải là chúng ta ý tưởng là của chung, cái vấn đề chúng ta thực hiện cái ý tưởng đấy nó như thế nào là hoàn toàn khác. Anh em cũng có thể thấy được rằng là đơn giản thôi, mình sẽ lấy một cái ví dụ. Anh em học một cái môn học gì đấy đúng không? Ví dụ môn toán đi. Bây giờ người ta cho một cái ý tưởng ra cho anh em để anh em áp dụng. Bây giờ chẳng nhẽ anh em lại nói là chúng ta nhái ý tưởng của họ để chúng ta học hay sao? Cái này không khác gì cái việc học cả đâu. Và mình thấy là anh em đang cực kỳ nhạy cảm với cái vấn đề content khi mà bản thân YouTube không hề đánh bản quyền mình. Và mình cũng chẳng làm cái gì ảnh hưởng đến họ. Và họ cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến mình. Ý tưởng là của chung. Vậy cái lý do gì khiến hai bạn comment là mình nhái content kênh bên Nhật? Cái đó thực sự ảnh hưởng đến cái lòng tự trọng của mình khi mà bản thân mình tự mình chơi, tự mình làm video, tự mình ghép nhạc, mình chỉnh nhạc, mình làm intro cho anh em. Mình thực sự là bỏ tâm huyết vào đây, nhưng mà anh em nói những cái điều này thực sự là khiến mình là cảm thấy, thứ nhất không nói về vấn đề là tiền nong hay là doanh thu hay gì cả, vì cái này mình thực sự không quá quan trọng. Mình nói thẳng với anh em luôn, đây anh em có thể xem cái thông số ở đây để mình cho anh xem, anh em xem một cái thông số, đó chính là thông số về cái revenue, đó chính là cái lợi nhuận mà mình nhận được trong một tháng. Đây, đây là tất cả những cái tháng vừa rồi mình có nhận được, tính từ cái thời gian đầu tiên mình là YouTube. Cái này thì là mấy cái tháng của đầu năm nay, thì anh em cũng thấy được rằng là mỗi tháng mình cũng chỉ nhận được khoảng hơn 160, căng nhất là 167 đô. Đấy là cái tháng mà mình làm khoảng mấy chục video, mỗi ngày một video hoặc là ba mấy video trong một tháng đấy. Và mình cực kỳ là chăm chỉ, mình up video dành cho anh em. Đương nhiên những cái ý tưởng là của chung, và chúng ta có thể thấy được rằng là cái vấn đề mà chúng ta trùng lặp ý tưởng là có thể xảy ra khi mà bản thân cái YouTube này, anh em biết là mỗi ngày nó ra mấy triệu cái video không, và bây giờ không thể nào mà không trùng được thì cực kỳ là khó. Với cái nữa đó chính là cái vấn đề cái nội dung của cái game này nó cũng chỉ có như thế thôi. Vậy thì làm thế nào để có thể mà không bị trùng đây? Tại sao anh em không hỏi, tại sao anh em không không xem những cái video của, ví dụ bây giờ mình nói thật nhé, anh em nào làm review cầu thủ đi, tất cả một cầu thủ chơi cùng một vị trí, Davis đá LB, tất cả những cái YouTuber làm Davis đá LB chẳng nhẽ tất cả đều copy nhau đúng không? Hay là kể cả cái video dành cho Zaniolo, Nedved cộng với Vieira, đương nhiên cái ý tưởng là của chung khi mà bản thân cái YouTuber mình sẽ viết thẳng tên đây luôn để anh em có thể là một cái nhìn tổng quan nhất. À không, mình có ghi comment ở đây rồi. À không không, mình không, đây mình sẽ đánh tiếng Nhật cho anh em xem. Đây anh có thấy là kể cả trên kênh của mình cũng có rất nhiều những video dành cho các YouTuber bên Nhật, và những cái YouTuber này thực sự là những cái người mà mình cảm thấy là họ cực kỳ là thông minh, cũng như là họ là những người đầu tiên làm. Đây, đây là đọc tên là Siêu Tổ, và chắc chắn là hai bạn kia bạn ấy xem cái video của anh YouTuber này và thấy được rằng là mình nghĩ là mình copy, nhưng thực tế là mình có đâu có lôi video của họ về đâu. Ok, Zaniolo đâu rồi? Chúng ta sẽ xem. Đây, đây mình có xem một chút đây. Và anh em có thể xem nếu anh em muốn nhá. Thì anh em có thể thấy là mình cũng để cho Zaniolo vị trí CMF, và anh em cũng thấy là rằng là đương nhiên là cái ý tưởng là của chung rồi. Nhưng cái vấn đề là chơi nó hoàn toàn khác nhau, và bản thân Siêu Tổ cũng là một người chơi cực kỳ hay. Mình không dám nói là mình bằng Siêu Tổ, nhưng cái vấn đề này ý tưởng mình nói lại một nữa, ý tưởng là của chung. Cái vấn đề chúng ta thực hiện nó như thế nào là hoàn toàn khác. Ok, và mình nói thẳng lại một nữa, đó chính là cái game này cái content của nó là cực kỳ hạn chế, không thể nào không bị trùng được. Tôi đố anh em một chơi game mà không bị trùng đấy, kể cả bây giờ anh em làm Davis LB đi, xong tôi sẽ nói là ai nhái content của tất cả các YouTuber trên toàn thế giới làm vị trí Davis LB. Ok,
Anh em hãy thử suy nghĩ về vấn đề đó, và đặc biệt là hai bạn Huy Trần cũng như là Tuấn Hưng hãy suy nghĩ về điều đó. Khi mà bạn đang cực kỳ nhạy cảm về cái vấn đề này thì tôi nghĩ là nếu như mà một ca sĩ nào đó dùng chơi nhạc pop và dùng nhạc theo kiểu bốn cái nốt là cực kỳ quen thuộc, thì mình nghĩ là hai bạn sẽ là hai người đầu tiên giãy nảy lên và sẽ nói là đạo nhái, đạo sĩ, rồi tất cả mọi thứ đã xảy ra. Ok, và đó cũng là đây mình đây là cái cuộc nói chuyện của mình. Cái vấn đề rating của các cầu thủ trong bóc thì đó vẫn là ý tưởng của chung, nhưng cái vấn đề thực hiện rating của cá nhân mình là rating của cá nhân mình, và mình không lấy rating của ai cả. Mình nói thẳng như vậy luôn. Đây. Đây nhá. Đây. Của chung như người ta làm trước xong bạn mới làm, nó không đã nói lên một cái vấn đề gì cả. Cái người trước làm hay người sau làm không nói lên một cái vấn đề gì cả. Bạn phải hiểu được rằng là ấy, làm trước hay làm sau nó vẫn là ý tưởng, một ý tưởng. Nhưng cái vấn đề là cái cách người thực hiện nó hoàn toàn khác nhau. Nó giống như việc cover một bản nhạc vậy. Cover khác đi chẳng lẽ lại nói người ta là nhái. Đương nhiên là với cái về vì nguồn ấy thì mình nghĩ là anh em cũng có thể là tự lên xem, bởi vì cái YouTube này là đâu có cấm anh em đâu. Anh em có thể tự lên xem, anh em xem. Mình cần gì phải ghi nguồn đâu. Đây mình không phải là lấy nhạc của người khác mình up vào video của mình. Mình lấy nhạc của những cái no copyright soundtrack, mình sẽ ghi nguồn, chắc chắn mình sẽ ghi nguồn. Nhưng cái vấn đề là cái ý tưởng là của chung, mình không có bê nguyên si về. Nên bạn đừng có nói như thế này. Còn mình không cần thiết bạn phải xóa comment, bạn nói rồi bạn xóa comment thì bạn nói làm cái gì? Đúng không ạ? Ok, bác xin cảm ơn anh em. Hôm nay là một cái vấn đề nó khá là nghiêm túc, mình đang làm mà mình lại phần phải nhảy ra mình làm video để nói về cái vấn đề này. Thì thực sự nó đang thực sự là gây tổn thương đến mình và ảnh hưởng đến lòng tự trọng rất là nhiều. Mình không nói về doanh thu nó không là một cái vấn đề gì cả. Mình thực sự không cần, đôi khi còn không cần tiền của YouTube vì nó có mấy đâu. Mình còn phải tự đi làm công việc chính của mình để mình kiếm tiền, mình làm video cho anh em nữa cơ mà. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe cái video khá là nghiêm túc trong ngày hôm nay. Peace out.